For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Dược sĩ Tiến, 2023 bận rộn nhưng viên mãn. Dược sĩ Tiến nói 2023 là năm đáng nhớ. Show thực tế The New Mentor và phim Hạnh Phúc Máu do anh sản xuất chạm được nhiều mốc son. Cận Tết Giáp Thìn năm 2024, Dược sĩ Tiến cho biết anh và ekip bận rộn nhiều dự án, chương trình. Tuy nhiên, anh xác nhận sẽ sắp xếp thời gian góp mặt tại Gala Ngôi sao của năm 2023 diễn ra vào tối ngày 6 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến quy tụ gần 300 nghệ sĩ. Dược sĩ Tiến là một trong những nhà sản xuất nổi bật nhất năm qua. Anh gọi năm 2023 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, bận rộn nhưng viên mãn. Theo đó, anh đồng sản xuất chương trình Miss International Queen Việt Nam 2023, góp phần giúp cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam gây chú ý. Anh nói, hài lòng khi phim kinh dị Hạnh Phúc Máu do anh sản xuất chạm được nhiều mốc son. Trong đó có thành tích là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Myanmar. Bối cảnh của phim được dàn dựng kỹ lưỡng với lối tư duy giàu chất điện ảnh. Đầu phim, không khí kỳ bí trong biệt thự cổ được giới thiệu bằng kỹ thuật quay không cắt cảnh. Màu sắc trong phim đôi khi trở thành ngụ ý của đạo diễn. Ở cảnh nghi lễ cúng bái, không gian rực đỏ báo hiệu nguy hiểm cận kề. Không gian nhà cổ sử dụng nhiều gam màu lạnh như nâu trầm, xanh đậm, gợi cảm giác lạnh lẽo, bí hiểm. Nhạc phim Hạnh Phúc Máu hỗ trợ dìu dắt cảm xúc người xem nhờ được đặt để vừa vặn đúng lúc. Ca khúc chính của tác phẩm Một Bước Vô Hình, Hà Trần hát, Huy Tuấn sáng tác, tạo dư âm với nhiều giai điệu, ca từ phù hợp không khí bi thương của cuối phim. Tiếp đó, Dược sĩ Tiến tạo dấu ấn khi sản xuất làm host The New Mentor mùa đầu tiên. Anh tiết lộ, show thực hiện dưới hình thức truyền hình thực tế, tìm kiếm đào tạo thế hệ người mẫu có tố chất lãnh đạo, phù hợp nhu cầu, xu hướng thị trường, thời trang cao cấp. Chương trình lên sóng hồi tháng 8 quy tụ thí sinh gồm người mẫu Á hậu có tiếng trong làng mốt như Mai Ngô, Như Vân, Trúng Huyền Thanh, Cao Ngân, Trà My, Kim Phương. Người mẫu Lê Thu Trang, 26 tuổi, học trò huấn luyện viên Lan Khuê, trở thành quán quân The New Mentor 2023. Ban tổ chức còn mời nhiều giám khảo quốc tế như Nong Poi, Lucas, Metin, Sonia Colling, Chris Hogwang đều đến từ Thái Lan, xuất hiện luân phiên trong từng tập. Anh cũng sản xuất chuỗi podcast DST Pod, chia sẻ trải nghiệm của người nổi tiếng về quá trình theo đuổi đam mê, đạt thành công. Gần đây anh phối hợp với báo Ngôi Sao, sản xuất talk show Beauty Talk giữ vai trò host. Tương tự, anh đảm nhận vai trò sản xuất host chương trình Trò Chuyện Với Tương Lai, giúp người trẻ tháo gỡ vướng mắc, được khán giả đánh giá cao tính thực tiễn, tạo giá trị thực tế và trực tiếp cho cá nhân đang gặp vấn đề. Ngoài ra, quỹ bảo trợ nghệ thuật DST Art Fund của anh còn đồng hành lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2023, mời nhóm Tempest Hàn Quốc biểu diễn. Dược sĩ Tiến, tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, từng tốt nghiệp thủ khoa và được giữ làm giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm 2017, Hữu Tiến đăng quang Nam Vương Người Việt Thế Giới ở Mỹ. Xuất thân là dược sĩ, nhưng Hữu Tiến không phải là cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt. Vài năm gần đây, anh gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật và góp mặt ở một số chương trình sự kiện showbiz. Dược sĩ Tiến đã ngồi ghế nóng siêu mẫu Việt Nam The Tina Fey Show, The Next Gentleman. Anh đóng chính loạt phim đam mỹ do bản thân đầu tư, sản xuất, gồm Tiến Pro Măng Ngoại Truyện, Double Daddy, Double Happy và Ước Hẹn Làng Trai, She Him. Ngôi sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên do chuyên trang ngôi sao tổ chức bắt đầu từ năm 2012. Năm nay, thông qua chủ đề Unleashing, sự kiện tiếp tục ghi dấu tôn vinh các nghệ sĩ đã không ngừng khám phá, phát triển, thể hiện tài năng, góp phần đổi mới ngành giải trí. Chương trình gồm 11 giải thưởng chia đều cho hai nhóm hạng mục nghệ thuật và giải trí. Trong đó, giải thưởng hiện tượng của năm và nhân tố truyền cảm hứng là điểm mới năm nay, được bình chọn và đánh giá 100% bởi hội đồng chuyên môn. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt.